Xin chào các bạn. Hôm nay thì có cái món này độc lạ nè. Cái cây xài nè các bạn. Cây này lúc trước mình có làm cái clip bạn xem á. Từ cái lúc mà mình trồng còn nhỏ xíu, xong chui cái đầu uống đây nè, uống cái cành nhánh đó nè. Rồi bỏ lên cái chậu này nè, khối đá lùm lùm. Ha. Trồng ba cây lá màu nè. Đó thì cái cây xoài này là từ bữa giờ mình không chăm sóc bạn, bỏ con ta cũng lá chùi lưỡi chứ mà. Nhưng nó không sao bạn, này cắt giật nó cụi chân nè ha, cái này có chừng làm bông luôn á. Thì hôm nay mình định là mình không có chăm sóc đó, đặng mình nhổ lên đó bạn, nhổ lên làm này. Đây mình có cái tượng ông thọ nè. Thì này là một cái xu hướng mới bạn, anh em mới nay trên mạng thì làm lum la cái tượng thọ này nè. Mình cũng mới ship về một cái các bạn. Tượng thọ này cả triệu bạc. Hình như như mấy trăm ngàn, 700 ngàn hay gì các bạn. 700 mấy chục ngàn vậy nè. Thì mình để vô đây các bạn. Cho ông cầm cái cây xoài này làm cây gậy ha. Thì bây giờ trước mắt á là mình dùng cây này nhổ ra các bạn. Mới cho ông hỏi vô ông tượng mà ông thọ này nè, xong cái để lên cái mâm này. Đây mình có sẵn cái mâm luôn các bạn, mâm này là mình có thể mình đưa ông lên cái mâm này, xong đó là mình phối đá luôn, làm cái tiểu cảnh trên đây ha. Dùng cái xoài siêu cổ này nè. Cây này mình làm cũng lâu rồi các bạn, từ lúc mình trồng mà đến làm lên đây, mà trồng đến cái này nè, mình cũng sửa tới sửa lui mấy lần á, là tầm khoảng 5 năm các bạn, 5 năm trời á. Thì bộ rễ của nó lắm đã, nằm ngoài cũng đây nè. Để rồi mình nhổ lên á, cái này là như là nguyên cái bộ rễ luôn á. Mình có phối đá nè mình không ha, mấy cục đá nè. Thì để xíu nữa mình nhổ lên, mình bỏ vào đây, mình cho ông nghiên cứu cho ông cầm đi. Rồi cái cành nhánh có thể nó bị dư thừa các bạn, thì mình phải mình cắt bớt à. Do là mình làm ở bên đây á, thì nó mình thuận chịu đây nè, mình làm mặt tiền đây. Nhưng mà bây giờ đưa lên ông thọ đó, tại cái tay ông nắm cái hướng bên đây các bạn. Nếu mà mình để y vậy đó, mình đưa vô nó lại nó nghịch các bạn. Thành ra giờ cũng chưa biết sao nó nhổ lên coi. Có thể là mình sửa, có thể lấy mặt tiền của bên đây các bạn, cái nghịch lại bên đây ha. Đó, lấy lại bên đây nè. Thì có thể là mình cắt bớt những cái nhánh này cũng chưa biết sao các bạn. Giờ trước mắt mình nhổ lên đi, mình đưa lên phù hợp sau thì mình cắt vậy ha. Đó, đu theo cái xu hướng này. Ủa, cây này có bông quá trời luôn nè. Cây này mình cũng đang nhân giống thôi bạn. Qua nó nè. Nó đang ra qua nè các bạn thấy không? Đó. Rồi, để nhổ lên coi, nghiên cứu nó coi. Đây thì nhổ ra coi, cái cục đá này thì mình cũng có gắn xi măng các bạn. Nhưng mà làm sơ thôi, tại vì nằm ở trên cái chậu á, nó không có xuất đâu đâu, nên mình chỉ cần để miếng xi măng gắn thôi mà. Nó còn dính này. Cái này thì lâu ngày à. Nó nguyên ngủ rễ trong này ha, ha. Đó, nó nguyên cục rồi. Tháo ra cũng dễ lắm. Mấy cái đá màu này tháo ra bỏ đi, hồi nữa mình trồng lại các bạn. Đó. Cái thằng chắc chồng nè. Rễ cái xài này dữ lắm rồi. Đó, không? Nguyên cái bộ rễ của nó. Đó. Nè. Rễ quá trời quá đất thôi. Một cục luôn. Đó, giờ mình đưa lên này nó mới ngon nè. Ha. Rồi các bạn, sau khi mình nhổ ra thì gắn vô cái tượng không có được vừa ý lắm bạn. Ha. Do là cái co này ngày xưa nè các bạn thấy không? Mình đẻ sao bây giờ cái chăn mặt của ổng. Thành ra không được hay lắm ha. Nhưng mà thôi cũng được các bạn, tạm được ha. Thì sau khi mình đưa nó lên lên cái chậu rồi nè, lên cái mâm nè, thì bộ đế nằm nổi trên luôn các bạn, rất là hay luôn ha. Đó rồi mình dùng cái chất trồng huyền thoại nè, xưa dừa nó ăn trộn với cát ha. Đó, như miếng nha, chấu gì đó đơn giản vậy thôi. Đó, trồng lại thì để mình trồng xong mình có thể mình cành nhánh nè các bạn, chắc là mình vô dây các bạn, lắc sơ cái cành nhánh này ha, với lại mình dùng mấy cái viên đá này mình phối lên. Đó, còn ở chỗ đây thì nó lúc lắc lắc nè các bạn. Bây giờ để mình
mình vô con dây dưới cái mâm này nè, lên mình cố định lại ha, buộc chỗ chặt lại chứ không thôi nhúc nhích à. Còn chỗ cái tượng thọ thì tạm thời lấy cái băng keo quấn các bạn ha, xíu nữa mình lấy băng keo quấn cho nó chặt đây lại là được ha. Đó, nghĩ cái này cũng cũng được các bạn. Giờ để mình xỏ con dây đi, phải cuột lại cho chặt cái phần gốc này chứ không thôi nhúc nhích các bạn ha, nhúc nhích này không được đâu. Còn để ngon lành nè các bạn ha, để lâu ngày nổi cộm lên chân à, quá dữ luôn. Bộ đế nè ha, 5 năm trời mà không biết mới ra được bộ đế này ha. Rồi các bạn, sau khi mà mình lên chậu xong cái đắp keo luôn đó các bạn, cố định cái cọng dây cứng ngắt luôn ha, cố định xuống dưới nè bằng cái dây nhôm nằm đây nè. Rồi bên cái tượng ông thọ thì mình khoét cái lỗ, khoan cái lỗ luôn các bạn, khoan cái lỗ với cuộc dây xuống dưới luôn, thành ra cứng ngắt à, ha. Đó, thì phối đá luôn bạn, mấy cục đá này là mấy cục đá nãy trong cái chậu trong chậu cũ đó, mấy bụi cây lá màu nè trồng lên luôn ha. Rồi thêm mấy cái cọng rêu nữa, này là cỏ kêu bằng cỏ gì đó bạn quên tên tiêu rồi, nó giống như rêu vậy đó ha. Đó thì bây giờ tiếp theo là còn cái phần cái cây các bạn, cái cây thì các bạn thấy là cái cành nhánh nó không đẹp, nó dài thòn mà nó cong cũng không đúng, tại vì lâu quá mình chỉ cắt giật thôi. Bây giờ mình vô dây mình uống cái này xuống xíu nè, cái này xà xuống chúng các bạn. Rồi còn cái phần trên này mình có thể để nghiên cứu coi, chắc là em cắt bớt các bạn ha, thôi cho nó ngắn lại xíu nữa, chủ là cho nó đổ xuống rớt xuống đây thôi, còn phần trên khỏi các bạn ha. Đó, còn phần gốc lên cái phần tay của ông thọ thì mình thấy nó cũng ok rồi, không lúc quay vòng coi đó. À, bạn xem coi sao. Bây giờ để mình vô con dây đi, lắc sơ nó cái nữa các bạn. À, còn cái phần đá này thì mình thấy nó cũng tạm ổn ha. Đó, quay đá đơn giản mà. Mình thì thường làm tiểu cảnh thì rất là đơn giản, không có làm cầu kỳ bạn ha. Đó, gắn hai cục đá xong cái trồng mấy cái cây sơ vậy thôi. Rồi, sẽ vô vô dây vô uống sơ mấy cái này các bạn ha. Rồi các bạn, sau khi mình vô con dây lắc sơ nó lại cắt bỏ bớt mấy nhánh trên nè bạn ha, thì nhìn thấy cũng được các bạn ha. Cái này nếu mà mình cắt bỏ cái nhánh này cũng hay nữa, bỏ nhánh này thì mình để tọt cái từ khúc này tới xuống cũng được, mà thấy lên đây thì cũng được ha. Đó, nói chung thì cái cây xoài này các bạn, cái cành nhánh nó thì nhờ cái nó lâu ngày đó các bạn, nó già hết trơn rồi, thành ra nhánh trên nhánh dưới gì nếu mà mình để cũng được, mà mình cắt cũng được nè. Đó, nếu mình cắt giật lại hết á thì cũng được ha, ngắn thu ngắn là cũng được, nhưng mà để gì thì cái cành nó cũng cùi hết trơn rồi, thấy không? Đó, già khúc đấy ra thôi, để gì luôn đi. Đó, do là cái cây này mình cắt nó nhiều lần các bạn, thành ra cành nhánh nó già khú đế chứ mấy năm, chắc có 5 năm đó các bạn ha. Đó, có 5 năm rồi đó, cũng tới cũng được mấy lần các bạn. Cái lúc đó nó nằm trong cái chậu á, mình nó làm clip bạn xem á, là lâu ngày cái nó lâu ngày nó bị sụp đất á, thụt xuống lúc cái bộ rễ này luôn nè. Đó, rồi mình nó nâng lên mấy khối cục đá trở lại nè, làm hai lần rồi, lần này nhổ lên lần nữa bạn, lên cho ông thọ ông nắm nữa thì chắc có lẽ gì luôn rồi không biết còn thay đổi gì không biết nữa. Đó, bạn xem coi sao, có thể có biết thêm mình ha. Đó thì hôm nay mình chia sẻ bạn cái ông thọ mà cầm gậy thì các bạn thấy là một vài tháng nay nè, bạn thấy là ông thọ mà cầm gậy thì đang lên ngôi các bạn, từ mà tượng ông thọ lớn cho tới tượng ông thọ nhỏ bữa nay bán tràn lan luôn, quá trời quá đất rồi, không lắm trời rồi. Thành ra mình thấy cái cây này thì phối vô đây nó cũng phù hợp các bạn ha. Đó, cái này là mình không phải sáng tạo ra các bạn, cái này là mình bắt trước thôi. Đó thì không biết ai là người làm đầu tiên, theo em nghĩ là cái người đầu tiên là cái người mà làm cái cây triển lãm mà cây xanh đó các bạn,
Đó, cái cầm gậy đó thì mình thấy là tiện đây thì mình cũng gửi lời mà chúc mừng ha, chúc mừng đến cái cây cây tượng thọ mà màu vàng mà có cái cây xanh đó, triển lãm ở ngoài miền Bắc đó bạn, miền Bắc miền Trung vậy đó. Đó, đây là chúc mừng chủ nhân của cây đó. Từ cái ngày mà chủ nhân cái đó mà đưa lên cái tượng ông thọ mà cầm gậy đến ngày hôm nay đó thì thành một cái xu hướng các bạn, thành một cái trend ha. Đó, một cái trend mới trên cái cộng đồng mạng cũng như trên cái cộng đồng YouTube của mình các bạn. Đó, thì ngày hôm nay mình cũng theo cái xu hướng này, đu theo cái trend này các bạn. Rồi mình làm một cái tượng cũng là ông thọ cầm gậy, nhưng mà ở đây thì mình làm cái gậy bằng cái cây sồi cổ của mình, tạm gọi sồi sồi cổ ha, cũng có tuổi rồi bạn, hơi lâu rồi. Ở đường này phối luôn. Các bạn xem thì các bạn xem video thì có thể góp ý thêm cho mình coi mình tạo tác cái cây sồi này lên cái tượng ông thọ này thì nó có phù hợp hay không, có chỗ nào còn có thể thêm bớt không bạn ha. Đó, mình thì thường mình phối cái tiểu cảnh thì nó rất là đơn giản, với lại cái phần mà phối tiểu cảnh thì nói chung là mình cũng không có chuyên các bạn ha, các bạn biết rồi đó, mình thì chẳng qua là amateur thôi, làm cái nào cũng làm hết trơn, mà làm thì không có được đạt cái như là mong muốn đâu, thành ra là ha, làm tạm cái tiểu cảnh thế này đi các bạn xem, có thể góp ý thêm mình ha. Rồi mình xin dừng cái video ở đây, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.